Dạ, cửa hàng Nụ Cười Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì một thời gian gần đây thì em lên máy cưa xích hơi nhiều. Các bác hỏi em máy cắt cỏ rất là nhiều, thì hôm nay thì em lên cho các bác xem một máy cắt cỏ Honda 4 thì GX25 các bác nhé. Đó, một máy cắt cỏ rất là thương hiệu à. Hôm nay thì em lên cho các bác xem một con máy cắt cỏ bao zin nguyên bản cho các bác nhé. Đó, con này thì tum rời, rất phù hợp cho các bác nào mà thích độ chế thì lựa chọn một con này là quá là phù hợp các bác nhé. Tum rời cho các bác, tháo rời rất là dễ dàng các bác nhé. Đó, một cục máy này bác có tháo ra để độ chế qua những đồ khác, có thể là như máy sới chẳng hạn, hoặc là những cái linh tinh để cho các bác độ chế thì xài con tum rời thì rất là tiện nhá. Đôi khi các bác tháo ra để độ chế xong là các bác ráp lại để cắt cỏ cũng là quá là ok các bác nhá. Đó, này thì có lên cho các bác xem một con GX25 cực kỳ đẹp, máy móc bao zin nguyên bản, đảm bảo cho các bác luôn. Đó, rin 100%. Hàng của bên em thì chuyên bán những dòng sản phẩm rin chính hãng, không bán những dòng máy mà đã qua sửa chữa hay là qua thay thế bất kỳ linh kiện gì cả. Đó, hôm nay em cho các bác xem qua tất cả tay ga, dây ga nó đều rin nhá. Công tắc rin nguyên bản của nó này, chữ nhật như nhá, còn nguyên các bác nhá. Con này thì tay ga của nó rin, nó là tay ga đẩy, dạng đẩy như thế này. Đó, tay ga rin. Các bác nào mà không có nhu cầu xài tay ga đẩy như thế này thì em sẽ lên cho các bác một tay ga bóp để cho các bác sử dụng dễ dàng các bác nhá. Nhưng mà ưu điểm của con tay ga đẩy này thì cực kỳ bền. Đó, còn dây ga của nó là vẫn zin nguyên bản các bác nhá. Nói chung là máy móc này thì em bao zin cho các bác 100%. Tem mác thì chuẩn chỉ nguyên này các bác. Đó, đầy đủ này. Đầu bò đầu biếc zin của nó luôn nhá các bác nhá. Đầu bò zin chuẩn chỉ. Đó, zin nguyên bản luôn cho các bác. Còn máy móc thì các bác không phải lăn tan gì nữa rồi. Hàng bên em thì bao rin cho các bác. Hàng tới các bác check hàng và kiểm tra hàng thoải mái, đúng máy thì các bác thanh toán giúp em. Đó, em sẽ gỡ phần vỏ nó ra để cho các bác nhìn qua tổng thể cây máy xem thế nào các bác nhé. Đó, tổng thể cây máy đây các bác. Lửa rin này, lửa rin, buji rin các bác nhá, buji chuẩn NGK của Nhật này. Đó, ốc rin này, ốc chưa hề tháo thiết gì các bác nhá, chưa hề có vết tháo gì luôn, đảm bảo cho các bác zin nguyên bản luôn. Đó, máy móc zin nguyên bản chính hãng. Đó, phần ốc trên này các bác nhìn qua chưa hề có vết tháo luôn các bác nhá. Khi mà những người thợ mà đã tháo rồi thì thường thường rất là hay có cái phần toét ở trên đầu này. Nhưng mà đây là em đảm bảo cho các bác là máy miếc nguyên zin, chưa hề bung miếc máy móc gì cả. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Bình xăng con zin này, bình xăng con zin. Đó, bình xăng con chuẩn zin luôn các bác nhá. Đó, quá là ok. Hợp lý chưa ạ? Rồi, và hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2.700.000. Giá đã bao gồm phí ship và để tăng cả phụ kiện. Bộ phụ kiện của em bên em gồm 5 món là một típ mở buji này, một chiếc tô vít chỉnh, một dây đeo, một con dao và một ổ vắt cước các bác nhé. Đó, rất phù hợp cho các bác. Các bác nào thích cắt dao thì có thể ráp, có dao ráp vào luôn. Các bác thích ổ cắt cước thì có ổ vắt cước để các bác cắt, ráp vào cắt luôn, không phải đi mua thêm gì cả. Đó là bộ phụ kiện của em là theo máy gồm như thế. Giá chỉ 2.700.000, miễn phí ship toàn quốc cho các bác, cũng như là được tặng các phụ kiện. Đó, máy móc quá là ok các bác nhé. Đó, vâng, và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ ráp lại cái vỏ và em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy sẽ như thế nào các bác nhé. Đó,
Dạ vâng, và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ hướng dẫn cho các bác sử dụng luôn. Đó, đầu tiên là cái phần này là phần công tác của bên em các bác nhá. Công tác của con máy này để giữa như thế này. Giữa như thế này là mở để nổ các bác nhá. Gạt qua bên này là tắt. Đó, gạt qua bên này mà tắt. Gạt qua đây cũng là tắt. Đó. Có hai chức năng như thế, còn giữa này là nổ này. Đó, khi các bác nào mà sáng sớm hoặc là hết xăng thì có bên dưới này có một con núm. Đây ạ. Các bác nhìn rõ không ạ? Đây. Có một cái núm bơm xăng đây. Các bác bấm, bấm bao giờ mà thấy tay cảm thấy nó nặng tay, xăng nó lên ok rồi thì các bác kéo e lên. Đây phần kéo e đây ạ. Các bác kéo lên nhá. Kéo e lên. Giật. Đó, là cái máy nó sẽ nổ như thế rồi. Các bác bỏ e xuống, các bác giật thêm cái nữa là máy nó sẽ nổ các bác nhá. Máy Honda này thì cực kỳ dễ nổ rồi. Các bác nào ít xài hoặc là chưa xài quen thì lựa chọn máy Honda này là ưng ý nhất các bác nhá. Bởi vì con này thì rất là dễ nổ cũng như là dễ sử dụng. Còn tích hợp xăng riêng, nhớt riêng nữa, buồng nhớt riêng luôn. Đó, xăng riêng. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại thì em đã đây trên màn hình rồi các bác nhá. Rồi, em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.